cả nhà hello, welcome back Dung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Thời tiết bắt đầu lạnh rồi quý vị, vào đông chính thức rồi đó. Nhiệt độ giờ không có cao nữa, khoảng 60 thôi cao nhất. Ok, mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Đây là Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1160 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý khán giả đến phần tin tức 5 giờ chiều, được thực hiện bởi chị Hành Dung và chị Thu Hương tại Dallas, Đỗ Phúc tại Houston. Từ Houston, Đỗ Phúc xin được kính chào quý khán giả hai miền, cũng như xin được mến chào chị Hành Dung và chị Thu Hương tại Dallas, Houston. Hiện bây giờ bên ngoài khoảng 80 độ, nắng nhẹ, trời trong xanh, tối hôm nay xuống thấp 51 độ, cơ hội mưa cho đêm nay khoảng 7%. Ngày mai ngày thứ ba thì cơ hội mưa cũng rất là thấp, chỉ khoảng 3% cơ hội mưa cho ngày mai ngày thứ ba. Thời tiết thì cũng khá là dễ chịu, lên cao nhất cho ban ngày chỉ vào khoảng 71 độ và xuống thấp về đêm là 59 độ. Ngày thứ tư ấm áp hơn một chút khi mà lên cao nhất cho ban ngày sẽ là 84 độ, xuống thấp về đêm là 60 độ, cơ hội mưa 15%. Ngày thứ năm thì thời tiết Houston có thay đổi chút ít, trời sẽ se lạnh. Khi mà lên cao nhất cho ban ngày vào ngày thứ năm tuần này chỉ vào khoảng 66 độ mà thôi, và xuống thấp về đêm là 49 độ, cơ hội mưa 15%. Ngày thứ sáu thì cũng như vậy, 62 độ là lên cao nhất cho ban ngày và xuống thấp về đêm sẽ là 48 độ, cơ hội mưa hầu như không có cho ngày thứ sáu tuần này tại thành phố Houston. Nói chung thì Houston trong tuần lễ này thì thời tiết cũng còn khá là đẹp, khá là mát mẻ, dễ chịu. Và bắt đầu từ ngày thứ năm thì Houston sẽ se lạnh vào ban ngày, khi mà cơ hội mưa, khi mà nhiệt độ lên cao nhất chỉ khoảng 66 độ mà thôi. Hầu nói về mưa thì Houston trong tuần lễ này chắc có lẽ cũng sẽ không có mưa đâu, khi mà cơ hội mưa cao nhất cũng chỉ khoảng từ 10 tới 15% mà thôi. Không biết thời tiết bên Dallas như thế nào thứ hai chị? Vâng, lời nói đầu tiên Hành Trung và Thu Hương gửi lời chào thân ái đến quý thính giả hai miền Houston và Dallas. Mến chào Đỗ Phúc. Thời tiết tại Dallas ngày hôm nay hiện giờ ngoài trời thì rất là ảm đạm, nó âm u, nhưng mà nó cũng se se lạnh vì nhiệt độ cao nhất trong ngày là 58 độ và xuống thấp trong đêm là 39 độ, cơ hội mưa chỉ có 2%. Ngày mai thì bầu trời có những cái tia nắng vàng xuất hiện và nhiệt độ cũng khoảng 62 độ là cao trong ngày và xuống thấp trong đêm là 54 độ, cơ hội mưa không thay đổi cũng chỉ có 2%. Thứ tư thì bầu trời sẽ có những đám mây rải rác và thay đổi một chút là lên tới 81 độ trong ngày, có lẽ là sẽ dễ chịu hơn. Ban tối thì là 46 độ, nó trở thành se se lạnh trở lại và cơ hội mưa là 4% cho ngày thứ tư. Thứ năm thì gần như là rất nhiều mây trên bầu trời và nhiệt độ lại thay đổi một lần nữa, xuống còn 55 độ trong ngày và xuống thấp vào ban đêm là 36 độ và cơ hội mưa không có, chứng tỏ rằng thứ năm này nó sẽ trở lạnh cũng như ngày thứ sáu. Mặc dù là ban ngày có những ánh nắng vàng xuất hiện, nhưng nhiệt độ là 55 độ ban ngày và xuống thấp là 40 độ và ban đêm, cơ hội mưa chỉ có 2%. Nói chung lại là chỉ có cái ngày thứ tư là thay đổi là 81 độ trong ngày thì nó có vẻ dễ chịu một chút so với cái thời tiết cả một tuần là nó bắt đầu se se lạnh rồi quý vị, và cơ hội mưa rất là ít, từ không có mưa cho đến 4% là cao trong tuần này mà thôi. Xin mời Thu Hương. Dạ vâng, cảm ơn chị Hạnh Dung. Như vậy là dự báo tuần này chúng ta sẽ có một lễ Thanksgiving với thời tiết rất là lạnh. Nhưng mà hy vọng trong gia đình của mỗi người chúng ta thì thật là ấm áp trong cái mùa lễ Thanksgiving này. Và thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên liên quan đến Nhật Bản và Đài Loan. Hoa Kỳ và Nhật Bản lập kế hoạch hỏa tiễn phòng khi mà Đài Loan có biến. Quân đội Hoa Kỳ sẽ thiết lập các căn cứ tạm thời dọc theo quần đảo Narita của Nhật Bản như là một phần trong kế hoạch quân sự chuẩn bị năng lực sẵn sàng để mà ứng phó tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra tại Đài Loan. Hệ thống đảo Naisei nằm án ngữ trước cửa ngõ ra vào Thái Bình Dương của quân đội Trung Cộng. Năm ngoái thì có tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đẩy mạnh việc triển khai các hỏa tiễn tầm xa tại quần đảo này để mà đối phó hoạt động liên tục của Bắc Kinh
trên các vùng biển lân cận. Trong khi mới nhất được trong cái tin được tiết lộ là nhiều khả năng hệ thống pháo phản lực cơ động cao cùng nhiều loại vũ khí hiện đại khác sẽ được đưa tới đây cùng với sự hiện diện của Trung đoàn Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Hành động trên nằm trong kế hoạch tác chiến chung đầu tiên của Washington với Nhật Bản nhằm đề phòng rủi ro xảy ra xung đột liên quan tới đảo Đài Loan. Ngoài kế hoạch chung với Tokyo thì Washington còn dự định là triển khai tới Philippines các đơn vị hỏa lực tầm xa thuộc lực lượng đặc nhiệm đa miền, chuyên phụ trách về không gian mạng và sóng điện từ. Việc Hoa Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản, Philippines sẽ diễn ra trong bối cảnh Đài Loan liên tục bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự diễn ra hầu như hàng ngày của Trung Cộng. Đài Loan được cho là yếu tố then chốt để mà Hoa Kỳ có thể tăng cường hỗ trợ an ninh cho Nhật Bản và Philippines trong những năm qua. Bản thân Nhật Bản cũng đã không ngừng tăng cường phòng thủ quần đảo Nansen, vùng lãnh thổ Nhật Bản gần Đài Loan nhất. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào chủ đảo này vốn được bảo vệ bởi hệ thống phòng không mạnh mẽ và liên minh vững chắc giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt và dứt khoát. Xin mời trở lại anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến ông Zelensky. Thì ông Zelensky đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không và nhấn mạnh rằng Ukraine đang hứng chịu nhiều đợt tập kích từ phía Nga. Tổng thống ông Zelensky vào ngày 24 tháng 11 cho biết Ukraine đang làm việc với các đồng minh để tìm cách phản ứng trước vụ Nga tập kích bằng tên lửa mới Oresnik hồi tuần trước. Quá trình khám nghiệm mảnh vỡ đang được tiến hành để xác định tất cả các thông tin có liên quan tới tên lửa mới này của Nga. Thế giới có những hệ thống phòng không đủ khả năng chống lại mối đe dọa như vậy. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần phải chú trọng, ông nói thêm. Tổng thống Zelensky cho biết rằng còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine gần như mỗi ngày và tuyên bố rằng Nga đã thả khoảng 800 quả bom dẫn đường, phóng hơn 460 máy bay không người lái và hơn 20 tên lửa các loại nhắm vào các nước này chỉ trong vòng một tuần lễ vừa qua. Ukraine không phải là nơi để thử nghiệm vũ khí mà là quốc gia có chủ quyền và độc lập. Nga vẫn tiếp tục nỗ lực gieo rắc nỗi sợ hãi và làm suy yếu chúng tôi, ông nói thêm. Trong khi đó thì Bộ Tư lệnh Không quân của Ukraine thông báo đã bắn hạ 50 trong số 73 các loại máy bay tự sát mà Nga đã khai triển trong đêm 23 tháng 11 và rạng sáng 24 tháng 11 nhắm vào Ukraine. Các đơn vị phòng không tại thủ đô Kiev thông báo đã đánh chặn hơn 10 loại máy bay không người lái của Nga. Hiện thì chưa có thông tin về thiệt hại hoặc là các số lượng về thương vong. Bộ Quốc phòng Nga thì chưa bình luận về thông tin của quân đội Ukraine. Trong khi đó thì về phía Nga, ông Putin vào tối 21 tháng 11 cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oresnik vào thành phố Dnipro là một hành động đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa phương Tây viện trợ gồm các loại như ATACMS và Storm Shadow để tấn công tỉnh Kursk và Pyongyang trước đó. Ông Putin khẳng định rằng hiện nay không có biện pháp nào để đánh chặn loại tên lửa này. Xin được quay trở lại với chị Hành Dung. Vâng, cảm ơn Đỗ Phúc. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến một nhóm nhân quyền và một quan chức chính phủ cho biết hôm 24 tháng 11 rằng một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng của Campuchia bị bắt cùng với 5 người khác khi đang điều tra nạn khai thác gỗ trái phép tại một công viên quốc gia. Nhóm nhân quyền Lee Kaho cho biết trong một tuyên bố, ông Otlan, người được trao giải thưởng môi trường Goldman năm 2016 vì môi trường của mình bị bắt hôm 23 tháng 11 tại tỉnh Eastern Strand ở phía đông bắc. Các nhà hoạt động ghi nhận tình trạng phá rừng trái phép gia tăng tại công viên quốc gia Vion Sai Siam Pan, nằm gần một khu đất chính phủ cho thuê để phát triển kinh tế. Các vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh có một cuộc đàn áp gia tăng đối với các nhà hoạt động môi trường trong những tháng gần đây. Vào tháng 7, 10 thành viên của một nhóm môi trường Campuchia có tên gọi là Mẹ Thiên nhiên Campuchia, những người vận động phản đối các dự án cơ sở hạ tầng mang tính hóa phá hoại và cáo buộc tình trạng tham nhũng, đã bị kết án 6 năm tù mỗi người vì tội âm mưu chống lại nhà nước. Người phát ngôn của tỉnh Stang Tran là Man Kung xác nhận qua điện thoại hôm 24 tháng 11 rằng 6 người đã bị bắt sau khi họ phớt lờ chỉ thị của chính quyền là phải rời khỏi khu vực lâm nghiệp nơi không được phép tiếp cận.
Ông cho biết chính quyền đang bảo vệ nghiêm ngặt khu vực này để chống lại nạn khai thác gỗ trái phép và chiếm đoạt đất đai. Chính phủ Campuchia từ lâu bị cáo buộc sử dụng hệ thống tư pháp của mình để đàn áp những người chỉ trích và đối thủ chính trị. Thủ tướng Hun Manet kế nhiệm cha mình, ông Hun Sen, vào tháng 8 năm ngoái sau khi ông cai trị đất nước trong gần 4 thập kỷ nhưng không có dấu hiệu tự do chính trị. Dạ vâng, thưa quý vị, một bản tin thế giới khác. Biểu tình ủng hộ chống NATO biến thành bạo động tại Montreal, Canada. Các cuộc biểu tình chống NATO và ủng hộ Palestine đã nhanh chóng bùng phát tạo thành bạo động tại thành phố Montreal, Canada, trong lúc mà thành phố này đang đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO và hội nghị quốc hội NATO từ thứ Sáu vừa qua cho đến thứ Hai ngày hôm nay là 25 tháng 11. Cuộc biểu tình tại Montreal diễn ra trong thời điểm mà các hoạt động phản đối Israel và các cáo buộc NATO tiếp tay cho các chiến dịch quân sự của quân đội Israel tại dải Gaza. Và ban đầu thì người biểu tình tập trung ôn hòa tại trung tâm thành phố Montreal, nhưng mà sau đó thì cuộc biểu tình đã nhanh chóng chuyển thành bạo động sau khi mà một hình nộm của Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu bị đốt cháy. Người biểu tình đã ném pháo sáng và các vật thể vào cảnh sát, phá hủy cửa hàng và đốt cháy nhiều phương tiện giao thông, cùng nhiều hành vi bạo lực phá hoại khác khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Trước tình trạng bạo động leo thang nhanh chóng của cuộc biểu tình, thì cảnh sát Canada đã buộc phải sử dụng hơi cay và nhiều biện pháp khác để mà giải tán đám đông. Một ngày trước các cuộc biểu tình tại thành phố Montreal, Canada, thì những người biểu tình ủng hộ và phản đối Israel đã đụng độ tại Đại học Concordia, với sự tham gia của đông đảo sinh viên ủng hộ Palestine trước khi lan rộng ra các khu vực khác của Montreal. Sinh viên biểu tình cáo buộc rằng khối NATO đã hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự diệt chủng của quân đội Israel tại dải Gaza, dẫn đến làn sóng biểu tình kích động chống NATO. Các cuộc biểu tình tại thành phố Montreal, Canada làm giọt nước tràn ly sau một tuần lễ đầy căng thẳng với các cuộc tẩy chay và biểu tình của sinh viên tại nhiều cơ sở đại học. Các nhà chức trách đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ để mà sẵn sàng đối phó với các diễn biến bất ổn leo thang khi mà hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài đến hôm nay là ngày thứ Hai, 25 tháng 11. Xin mời anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Ấn Độ. Thì đã có 3 người đàn ông ở Ấn Độ đã bị thiệt mạng sau khi lái xe theo hướng dẫn đường trên ứng dụng Google Maps và rơi xuống đất từ một cây cầu đang thi công dang dở. Theo tờ Business Today thì vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào ngày 23 tháng 11 tại quận Pauli, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. 3 người đàn ông nêu trên đã đi theo lời chỉ dẫn của Google Maps để đến dự đám cưới của một người bạn. Tuy nhiên thì hệ thống định vị dẫn đường hướng xe hơi đi lên một cây cầu đang thi công và chưa hoàn thiện. Kết quả là xe hơi chạy trên cầu rồi lao xuống sông Ramganga tại quận Pauli từ độ cao hơn 15 thước. Người dân địa phương đã phát hiện chiếc xe bị chìm ở sông Ramganga cùng với thi thể của 3 người đàn ông vào sáng 24 tháng 11. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa các thi thể đi khám nghiệm tử thi. Sau khi được khám nghiệm tử thi thì chúng tôi đã xác định các nạn nhân tử vong do bị rơi từ trên cầu xuống phía dưới. Họ đã đi nhầm đường vào một cây cầu chưa hoàn thiện. Các nạn nhân đã lái xe và chiếc xe này là chiếc xe đi thuê, đại diện cảnh sát địa phương đã nói. Về phía gia đình các nạn nhân thì đã cáo buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm về tai nạn thương tâm nói trên, đồng thời đặt nghi vấn tại sao không có rào chắn nào được dựng lên để chặn lối vào công trình. Gia đình các nạn nhân cũng yêu cầu phải lập biên bản báo cáo sự việc xảy ra với Sở Xây dựng Ấn Độ vì hành vi cẩu thả này. Các viên chức phải chịu trách nhiệm về sự cẩu thả này, tại sao cây cầu đã bị bỏ dở và tại sao không có biện pháp an toàn nào được áp dụng. Một trong những gia đình nạn nhân đã lên tiếng. Tai nạn này đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về chính xác của các loại bản đồ kỹ thuật số và những rủi ro tiềm ẩn khi mà chỉ đơn thuần dựa vào công nghệ này để điều hướng đi. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Vâng, cảm ơn Đỗ Phúc. Vẫn là một bản tin thế giới. Phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ hôm nay cho biết tàu ngầm Ấn Độ va chạm với một tàu cá khi hoạt động gần mặt nước ở ngoài khơi bang Goa.
khiến hai ngư dân mất tích. Va chạm xảy ra giữa tàu cá Mathoma gồm 13 thuyền viên với một tàu ngầm của Hải quân vào đêm 21 tháng 11 tại địa điểm cách Bangwa khoảng 130 km về phía Tây Bắc. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra. Các nguồn bổ sung, trong đó có phương tiện của lực lượng cảnh sát biển, đã được chuyển hướng đến khu vực trên để hỗ trợ nỗ lực giải cứu. Hải quân Ấn Độ đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Cứu cấp Hàng hải, viết tắt là MRCC ở Mumbai, tiến hành chiến dịch tìm kiếm và vớt được 11 ngư dân. Hai người vẫn còn mất tích. Nguồn tin của truyền thông Ấn Độ cho biết tàu cá Mathoma đã va chạm với tàu ngầm lớp Scorpion vào khoảng 21 giờ ở khu vực giữa Goa và Kawa. Nguồn tin cho hay thêm rằng tàu ngầm khi đó đang ở độ sâu ngang với chiều dài của kính tiềm vọng, không hoàn toàn chìm hay nổi. Các tàu thuyền trong khu vực đã hỗ trợ hải quân giải cứu ngư dân. Không rõ tàu ngầm Ấn Độ có bị hư hại sau vụ va chạm hay không. Tàu ngầm lớp Scorpion là tàu ngầm tấn công sử dụng động cơ điện diesel do French Naval Group của Pháp và công ty Navantia của Tây Ban Nha hợp tác phát triển. Nó sở hữu vận tốc 37 km/h, tầm hoạt động khoảng 11.000 km khi di chuyển với tốc độ 15 km/h, có thể vận hành liên tục trong hơn 60 ngày. Lượng giãn nước khi lặn khoảng 1.700 tấn. Tàu ngầm lớp Scorpion là vũ khí quan trọng của Hải quân Ấn Độ với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như ứng phó tàu mặt nước, tàu chiến, chống ngầm, thu thập thông tin tình báo, rải thủy lôi và giám sát khu vực. Mẫu tàu ngầm này được đánh giá là có năng lực tàng hình tốt và độ ồn thấp, giúp nó trở thành vũ khí nguy hiểm và chính xác cao. Thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ hôm nay có tiêu đề lễ tạ ơn bận rộn nhất từ trước đến nay. Cơ quan an ninh vận chuyển Hoa Kỳ tên thường gọi là TSA đã lên kế hoạch đối phó kỷ lục mới về du lịch hàng không. Các sân bay và đường cao tốc dự báo là sẽ bị tắc nghẽn trong tuần lễ tạ ơn năm nay, và đây là một kỳ nghỉ lễ rất có thể sẽ xác lập một kỷ lục mới về du lịch hàng không tại Hoa Kỳ. Những người chịu trách nhiệm duy trì các tuyến an ninh khu vực lên máy bay, từ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho đến Giám đốc hãng hàng không, thì họ đều cam kết rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đám đông. Nhưng một cuộc đình công của nhân viên dịch vụ tại sân bay quốc tế Charlotte Dulles đang đe dọa một trung tâm ở Carolinas, thưa quý vị, hành khách hàng không có thể may mắn như năm ngoái, khi mà tương đối ít chuyến bay bị hủy trong tuần lễ nghỉ Thanksgiving. Việc lặp lại sẽ đòi hỏi về sự hợp tác của thời tiết, và ngay cả khi mà bầu trời trong xanh thì tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu có thể gây ra sự chậm trễ. Câu lạc bộ xe hơi và công ty bảo hiểm AAA đã dự đoán rằng gần 80 triệu người Hoa Kỳ sẽ mạo hiểm đi xa nhà ít nhất là 80 km từ thứ Ba ngày 26 tháng 11 đến thứ Hai ngày 2 tháng 12 trong tuần tới. Hầu hết trong số họ thì sẽ đi bằng xe hơi, và người lái xe sẽ được giảm giá xăng một chút. Giá xăng trung bình trên toàn quốc là 3.06 đô la một gallon vào ngày hôm qua Chủ nhật 24 tháng 11, giảm hơn so với mức 3.27 đô la vào thời điểm này năm ngoái. Cơ quan quản lý an ninh giao thông dự định là sẽ kiểm tra khoảng 18.3 triệu người tại các sân bay Hoa Kỳ trong cùng một khoảng thời gian là 7 ngày. Con số này sẽ cao hơn 6% so với những ngày tương ứng của năm ngoái, nhưng mà phù hợp với mô hình được thiết lập trong suốt năm 2024. TSA dự đoán rằng có 3 triệu người sẽ đi qua các trạm kiểm soát an ninh sân bay vào ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 12, thứ Ba ngày 26 tháng 11 và thứ Tư ngày 27 tháng 11, dự kiến sẽ là những ngày đi lại bằng đường hàng không bận rộn nhất trong tuần lễ tạ ơn. Tại các khu vực đô thị như Boston, Los Angeles, New York, Seattle và Washington, thì các nhà phân tích nói rằng lưu lượng giao thông dự báo sẽ tăng gấp đôi so với bình thường vào ngày thường. Xin mời trở lại anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin Hoa Kỳ khác có liên quan đến Tổng thống đắc cử Donald Trump.
cho biết ông sẽ đề cử nhà đầu tư nổi tiếng là Scott Bessent làm Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, một vị trí nội các có ảnh hưởng rộng lớn đến các vấn đề kinh tế, quản lý và quốc tế. Được biết, Phố Wall thì đã theo dõi chặt chẽ người mà ông Trump sẽ chọn, đặc biệt là với kế hoạch của ông định hình lại thương mại toàn cầu thông qua thuế quan và gia hạn, có thể mở rộng hàng loạt các biện pháp cắt giảm thuế được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Được biết, ông Bessent, 62 tuổi, cả sự nghiệp làm việc trong lĩnh vực tài chính, là người ủng hộ cải cách thuế và bãi bỏ quy định. Một số nhà chiến lược nhận định ông là người am hiểu thị trường và việc bổ nhiệm ông có thể làm giảm khả năng áp đặt thuế quan một cách nặng nề. Lựa chọn này được đưa ra sau nhiều ngày ông Trump cân nhắc một loạt các danh sách các ứng viên. Được biết, thì với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì ông Bessent về cơ bản sẽ là quan chức kinh tế cao cấp nhất của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm quản lý bộ máy vận hành và nền kinh tế lớn nhất thế giới. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Chị Vân, cảm ơn Đỗ Phúc. Vẫn là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chọn bà Brooke Rowland, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CEO của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Rollins sẽ lãnh đạo một cơ quan có 100.000 nhân viên với các văn phòng tại mọi địa hạt trên cả nước, có phạm vi công việc bao gồm các chương trình nông trại và dinh dưỡng lâm nghiệp, cho vay làm nông trại, an toàn thực phẩm, phát triển nông thôn, nghiên cứu nông nghiệp, thương mại. Cơ quan liên bang này có ngân sách là 437,2 tỷ đô la vào năm 2024. Chương trình nghị sự của người được đề cử sẽ có tác động đến chế độ ăn uống và ví tiền của người Hoa Kỳ, cả ở thành thị và nông thôn. Các quan chức và nhân viên của Bộ Nông nghiệp đàm phán các thỏa thuận thương mại, hướng dẫn các khuyến nghị về chế độ ăn uống, kiểm tra thịt, chống cháy rừng và hỗ trợ băng thông rộng ở nông thôn, cùng nhiều hoạt động khác. Với tư cách là Bộ trưởng Nông nghiệp, bà Rowland sẽ tư vấn cho chính quyền về cách thức và liệu có nên thực hiện tín dụng thuế nhiên liệu sạch cho nhiên liệu sinh học hay không, vào thời điểm mà ngành này đang hy vọng sẽ phát triển thông qua việc sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững. Người được đề cử cũng sẽ được chỉ đạo đàm phán lại thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ, Mexico, Canada vào năm tới, trong bối cảnh có tranh cãi về nỗ lực của Mexico nhằm cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen và hạn ngạch nhập khẩu sữa của Canada. Xin trở lại với Đỗ Phúc. Quý thính giả vừa nghe phần tin tức và tiếp theo sẽ là thông tin thị trường chứng khoán cuối ngày hôm nay.